Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay cơ sở chúng em cập nhật về rất là nhiều loại lan, có những loại đang nụ và những loại đang chuẩn bị nụ để chúng ta chơi Tết và chơi xuân. Nhưng mà hôm nay chắc chỉ có mỗi cái thằng Vanda Hương Chanh là đang nụ để có khả năng là chúng ta chơi hoa Tết. Chứ còn tất cả những loại còn lại là chủ yếu là nó chuẩn bị nụ để cho vào xuân. Hôm nay em cũng chia sẻ luôn cho mọi người rằng là em đã có kèn rừng đi về. Em có kèn rừng và chỉ có em có phân loại hàng nhỏ có, hàng trung có và hàng dài có. Nên là em có phân loại và giá em đưa ra cái mức giá chia sẻ cho các bạn. Lát nữa em sẽ giới thiệu về cái kèn đấy sau cho các bạn. Hôm nay em điểm qua những mặt hàng ngày hôm nay của chúng em gồm có lan trúc mành, lan đai châu rừng, lan trầm vàng, lan trầm tím, còn trầm vàng, trầm tím có ít thôi. Có lan ý thảo ba màu, lan long tu xanh hoa tím, Vanda Hương Chanh, lan đuôi chuột, hàng rất là đẹp luôn. Có đùi gà tròn của Lào. Đùi gà tròn của Lào nhìn thân xanh mướt đẹp lắm, thân dài đẹp. Có lan kim thoa, lan kèn rừng và có một chút hàng sơn thủy tiên, em bán thanh lý nữa. Có kim điệp xuân, có vôi hàng hàng giống, hàng tức là hàng gãy dập với cả vôi hàng đẹp còn có mấy bó. Có kim điệp thơm, có kiểu vuông, kiểu mỡ gà đó. Có nhất điểm hoàng, có long tu xuân, có cả 1 kg hàng giống cho các bạn luôn, long tu xuân đó. Còn hàng đẹp có này. Có kiểu vàng của Tuyên Quang, kiểu vàng Tuyên Quang thân to đẹp cực kỳ luôn. Có hoàng nhạn. À em xin lỗi, có bạch nhạn. Hôm qua thì có anh nhân viên của em, anh ấy có báo nhầm với các bạn là cái lan bạch nhạn là sang cái tên là lan hoàng nhạn. Nhưng mà hôm nay em xin được đính chính lại, đó là lan bạch nhạn chứ không phải hoàng nhạn nhé các bạn nhé. Có phi điệp vàng nữa này, có ý ngọc, có lan báo hỷ, có lan giáng hương quế tím, giáng hương đuôi cáo, những cái tam bảo sắc. Có một dề Vanda Hương Chanh cực kỳ là to đẹp nữa. Đó. Ở đấy lại quên, có cả lan kiếm đỏ. Lan kiếm đỏ có cả hàng dề á các bạn ạ. Hàng dề và hàng bó, theo bó trước, như trước đây em bán theo bó là mỗi bó là 5 lạng. Đó. Bây giờ trước khi đi vào giới thiệu các mặt hàng mà ngày hôm nay em có thì em giới thiệu thông tin cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Các bạn đặt hàng hãy gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Các bạn thích loại lan nào thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại đấy và tránh comment ở dưới các clip nhé các bạn nhé. Tại vì số điện thoại mà các bạn cho vào những bình luận đấy nó rất là mở nên là ai ai cũng có thể gọi cho các bạn. Nên là cái đấy nó em thấy là nó khá là nguy hiểm tại vì nó thông tin đấy nó quá mở. Và ở trong Zalo thì em sẽ không ít khi tiếp nhận được đơn hàng của các bạn trong Zalo nên là các bạn tốt nhất là nhắn tin cho em. Mỗi một tin nhắn chắc cũng chỉ có 200 đồng thôi, nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại cho em. Đó, và bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng hôm nay em có luôn. Thì như ở đây em có 1 kg trúc mành, 250 1 kg nhé các bạn nhé, trúc mành. Lan đai châu hàng cái giống này là 550 1 kg nhé các bạn nhé, đai châu rừng. Còn đây là lan trầm vàng. Trầm vàng thì có cây xấu, cây đẹp, có cây xấu thì có ít thôi. Đây, trầm vàng bây giờ nó đang lên những cái mầm cây con như thế để tháng 5 sắp sang năm là chúng ta chơi hoa nhé. Đây, còn một số thân thì nó nhìn nó hơi éo uột hơn tí, với cả nó rời rời hơn tí. Đấy. Thì cái này thì nói chung là không lựa được hàng đẹp nữa. Em cứ bán xô như vậy là 450 1 kg nhé các bạn nhé. Chỗ này chắc chỉ còn chừng khoảng 2 cân. Đấy, đây là lan trầm vàng.
chỗ này chắc chỉ còn chừng 2 cân. Thì em bán solo cả đẹp cả xấu lẫn lộn nhau là 450 một kg, cái giá ưu ái nhất cho các bạn sưu tập. Còn đây lan trầm tím. Trầm tím thì hàng tuyển chọn đẹp luôn, thân to đẹp này. Nó lác đác một vài thân là nó gãy hai đốt ngọn này. Những cái đốt này chúng ta đừng bỏ đi nhé, chúng ta dành để ươm ki nhé các bạn nhé. Còn những cái đốt này nó ra hoa rất là bình thường. Trầm thì cái dòng trầm thì nó ra hoa nó rất là sai, từ những hai cái mắt gốc đầu cơ, nó ra hoa đến hết thân. Đó. Nên là cho dù nó bị gãy đầu ngọn một chút không ảnh hưởng gì, như thân này cực kỳ là dài nhưng nó cũng gãy mất đầu ngọn nhọn này. Đấy mà nó còn rất là dài luôn. Đấy. Trầm tím là giá là 850 một kg nhé các bạn nhé. Đó. Các bạn thích nhỏ thì nó được nhiều đầu cây, còn to thì nó được ít đầu cây, thế thôi. Đấy. Còn đây là tóc tiên, à em xin lỗi. Còn đây là ý thảo ba màu, hàng đã thuần thành từng bảng để sang xuân chúng ta chơi hoa. Ý thảo ba màu mỗi bảng này em bán giá là 120.000 một bảng nhé các bạn nhé. Đấy. Hiện tại em có 7 bảng ở đây. 1 2 3 4 5 6 7 bảng. Bảng nào xem như nhau nhá. Đấy, cứ 120.000 một bảng. Còn đây là long tu xanh hoa tím, em chắc chỉ còn 2 kg này. Chắc còn 2 kg này. Đấy. Hôm nay em bán không lọc lựa đơn nên là còn 2 kg này, bác nào lấy nốt thì em để giá cho là 250. Đấy. 250 một kg thôi. Còn 2 kg này thì có cả hàng gãy và hàng lành. Lẫn lộn nhưng mà hàng gãy thì nó cực kỳ là ít thôi các bạn. Các bạn yên tâm, cái này em chia sẻ hàng rộng. Còn đây là Vanda hương chanh. Vanda hương chanh thì rất tiếc là một số ngọn cây to như này mà nó bị gãy ngọn, nhưng mà bây giờ đây vẫn đang ra nụ rất nhiều này. Cái ngọn này là do bị con sóc nó ăn thôi nhé các bạn nhé. Những cái ngọn này vẫn còn phát triển lá bình thường. Đấy. Đấy, bây giờ cây nó đang có nụ nhé các bạn nhé. Đó. Hàng kg thì nó lẫn lộn nhau thôi. Nhưng mà hình như có gãy mỗi hai ngọn đấy. Tất cả chỗ này đều đẹp hết này, lá xếp đẹp hết này. Đấy, cây bây giờ đang nụ hết nhá các bạn nhé. 1 2 3 4 5 nụ. Cây này vào 5 nụ này. Đấy, có mỗi hai cái thân đấy nó gãy ngọn thôi. Những thân nào gãy ngọn em bỏ ra. Em gọi em gửi cho các bạn là toàn là những cây mà còn nguyên lành ngọn nhé. Và đang như thân này cũng cấy ngọn nhưng đẻ cây con này. Đấy, cây con này chắc cũng phát triển được chừng hàng năm. Mà cũng đã cho vòi hoa đấy các bạn. Đấy. Vanda hương chanh có giá là 150.000 một kg. To nhỏ lẫn lộn lá xếp. Hàng solo. Lá xếp. Ui trời, lô này toàn lá xếp thôi các bạn ơi. Đấy, sáng nay em đi có chút việc về muộn nên em cũng quay muộn, em cũng chưa xem qua hàng. Úi gì, lô này toàn lá xếp thôi các bạn ạ. Đấy, toàn lá xếp thôi. Rất là nhiều nụ luôn. Thân nào đang nụ này. Đó. Đang nụ rất là nhiều luôn này. Đấy. Như thân là ba vòi nụ này. Đây, đây một nụ nữa này. Đấy. Nụ rất là nhiều. Mà Vanda hương chanh thì hoa cực kỳ là thơm. Chúng ta chỉ gần nó mấy vòi hoa nở góc vườn thôi là cả sân vườn chúng ta thơm sực nức cái mùi hoa phong lan này. Còn đây là lan đuôi chuột, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Lô này rất là đẹp. Dòng này chúng ta trồng vào chậu cho nó đứng lên nhé. Xem thân rễ lá rất là đẹp luôn. Nó nở hoa, mùa này đang là mùa hoa của nó đấy. Nhưng mà những cái vòi hoa này nó bị gãy này các bạn này. Đấy. Đấy. Hàng bao đẹp cho các bạn. 150 một kg thôi. Lan đuôi chuột. Đó. Rất là rẻ. Còn đây là lan đuôi gà tròn. Đuôi gà tròn này là của rừng Lào nhé các bạn nhé. Giá là 200.000 một cân. Hàng bao đẹp cho các bạn. Xanh mướt luôn. Đấy, có cả thân nhỏ một chút. Nhưng mà thân nhỏ cực kỳ là ít thôi. Đấy. Em bốc từ trên xuống dưới cho các bạn xem luôn. Đấy, dề này. Dề này. Toàn hàng dề thôi các bạn ơi. Lác đác có mấy thân nhỏ nhỏ là các bạn ấy để lên bên mặt trên thôi. Toàn hàng dề này. Đó. 200.000 một cân thôi các bạn. Úi trời ơi, toàn hàng dề này. Các bạn thích dề bằng nào thì mấy cân thì cứ đặt hàng với chúng em nhé. Đây, như dề này chắc phải tầm khoảng 5 lạng, 5-6 lạng gì đấy. Toàn hàng dề thôi các bạn ạ.
Cho nên là các bạn mà lấy 5 lạng e rằng là không có hàng 5 lạng rồi. Cứ toàn dề 1, 2 cân, 3 cân như... Ui, như dề này chắc phải 5 cân các bạn ơi. Như dề này chắc phải 5 cân. Nhiều dề lắm các bạn ơi. Nên là các bạn thích dề to thì lấy dề to luôn này. Mà có 200.000 một cân. Còn đây là lan kim thoa. Kim thoa thì có một chút hàng vụn kia. Đấy, các bạn mà lấy lẻ tầm 5 lạng thì lấy cái hàng nó rời rời chút thì mới có thôi. Chứ còn toàn hàng dề này. Đấy, nên là các bạn này. Lan kim thoa là có giá là 100.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy, 100.000 một cân, toàn hàng dề. Các bạn thích dề to mấy cân thì điện báo xem. Còn đây là mặt hàng kèn rừng. Đó, bây giờ em giới thiệu cái mặt hàng kèn rừng là khá lâu đây. Đây, kèn rừng đây. Em có phân ra thành những phần dài đây. Đây là những phần dài. Còn đây là phần ngắn nhất này. Còn ở trên đấy là phần trung nhá các bạn nhé. Đấy, cứ mỗi phần là em có phân xem nhau hết rồi. Đấy, em giới thiệu cho các bạn cái phần dài trước. Cái phần dài này em bán giá là 520.000 nhá, một mỗi phần nhá. Đấy, mỗi phần của nó có thân to đẹp, nó có 3 thân tơ nhá các bạn nhá. 3 thân tơ chúng ta chơi hoa. Có những thân thì nó bị gãy đầu ngọn như này nhá các bạn nhá. Những cái đầu ngọn này không quan trọng cho lắm, tại vì chúng ta vẫn chơi hoa bình thường. Cứ mỗi phần này là đây, như đây, phần này 3 thân tơ này. Đấy, nó dài chừng khoảng 40 đến 60 phân nhá các bạn nhá. Đó. Rồi. Nó dài 40 đến 60 phân. Như thân này phải đến thân này nó bị gãy cái đuôi này. Những cái đuôi này chúng ta bỏ lại để chúng ta ươm ki nhá các bạn nhá. Hàng kèn rừng thì thực sự là nó không có nhiều. Đấy, phần nào em cũng phân ra thành 3 phần, 3 thân tơ xem để chúng ta chơi hoa. Như thân này thì nó hơi nhỏ thì như phần này thì đây là hai thân nhỏ này kèm thành một thân cho nó thành một phần nhé các bạn nhé. Thì nó cũng sẽ có phần là 4 thân nhưng mà có hai thân to này, đây hai thân to này, hai thân nhỏ này. Đó là 520.000 một phần nhé các bạn nhé. Đây như phần này đây, thân to đẹp thế này mà nó bị gãy mất một khúc đuôi. Đây nó cũng đều là 3 ngọn. Đây, đây cũng là 3 ngọn hết này. Cứ xem nhau nhé, 40 đến 60 phân. Là em bỏ xem là thân nhỏ nó bù cho thân to nhé các bạn nhé. To thì nó khỏe hơn. Đấy, 520 một phần. Hàng dài nhé. Còn đây cái mặt hàng ăn chung đây. Chung này thì em bán là 400.000 một phần nhé các bạn nhé. Mỗi phần này đều có 5 ngọn. Là dài từ 20 đến 35 phân. Đó. Đây. 20, 30, 35 phân. Đó. Còn đây những ngọn này là nó rơi vào độ khoảng 20 phân này. Đấy. Em có chừng này phần này. 1, 2, 3, 4. Đấy. 4, 5, 6, 7 phần này. Đấy. Phần nào nó cũng xem nhau hết nhé. 20 phân này. Đúng chuẩn 20 phân cho các bạn nhé. 20 đến 35 phân nhé. Này. Đấy. 30, 35 này. Đó. Những phần này đều có mỗi phần là 5 ngọn nhé. Còn đây là những cái phần nhỏ nhỏ. Những cái phần cây nhỏ này em bán mỗi phần là 200. Đấy, mỗi phần 200. Em đếm đầu cây cho các bạn nó rơi độ khoảng 3 phân đến chục phân. 3 phân đến 10 phân. Đấy, như thân này nó còn lên đến tận 15 phân luôn này. Nói chung là 3 phân đến 15 phân. 15 cm ạ. Thì cái này thì nó rơi vào độ khoảng 5 đến 6 7 đầu rồi đấy. 5 đến 7 đầu. Đấy. 5 đến 7 đầu thân tơ nhá các bạn nhá. Mỗi phần là 200.000. Đấy, em có phân ra hết rồi. Đó. Phần nhỏ này có rất là nhiều phần luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 phần. 10 phần nhỏ. Đó. Các bạn thích lấy phần nào thì cứ báo là lấy phần 520 hoặc là lấy phần 200 hoặc là lấy phần 400 thì các bạn cứ báo cho bên kế toán của em để nhập đơn cho các bạn rồi gửi hàng đi cho các bạn nhé. Còn đây là kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì
Đây số này đây chắc em còn chừng 3 cân kim điệp thơm bây giờ đang lên nụ nhá các bạn nhá. Hàng tuyển chọn đẹp nhá. Rất ít cây nhỏ thôi. Đấy. Giá là 250 một kg, bây giờ đang sưng mắt nụ rồi nhá, kim điệp thơm á. Đó. Kim điệp thơm thì hoa thì thơm khỏi nói rồi, những cây đang nụ rất dài như này rồi này. Đó. Đó. Đấy. 250 một kg nhé các bạn nhé. Đây. Còn đây là vôi. Vôi này hàng giống rồi các bạn ạ. Nó bị gãy thân tơ. Như cái này nó gãy này, gãy giữa thân này. Gãy ấy này. Vôi thì hàng giống này em bán giao lưu với các bạn là 220.000 một cân nhé các bạn nhé. Còn đây là vôi hàng đẹp đây. Hàng đẹp này em làm thành mấy bó như này cho các bạn dễ mua. Thì mỗi bó này là 180.000 một bó. Đấy, mỗi bó này nhé các bạn nhé, 180.000 một bó vôi hàng đẹp nhé các bạn nhé. Vôi hàng đẹp. Còn đây là kiều vuông, kiều mỡ gà đây các bạn. Kiều mỡ vàng, kiều cam đây. Thì là 230.000 một cân nhé các bạn nhé. Xanh đẹp cho các bạn này. Đó. Còn đây nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng 80.000 một cân thôi. Đấy, hàng dề đẹp luôn, thân to mập mạp. Đó. Nguyên bó này. 80.000 một cân này. Còn đây long tu xuân. Long tu xuân hàng dài đẹp. 280.000 một kg. Đấy, à em nhầm, 270.000 một kg. Hàng dài đẹp luôn, tuyển chọn đẹp cho các bạn luôn. Đấy. Đó. Như cái như khóm này này gãy, bị gãy thân này thì cho vào hàng giống này. Đó, 270.000 một kg nhé. Hàng dài đẹp, bao gãy thân cho các bạn. Đó. Còn đây. Hàng này là cái hàng giống, loại cây ngắn tầm 20 phân. Và có lác đác một vài khóm nó bị gãy thân hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Đây, hàng rất là đẹp luôn, làm giống cho các bạn rất là tốt. 220.000 một cân. Đấy. Rất là nhiều, được nhiều đầu một cân đấy. Đó. 220.000 một cân. Còn đây là kiều vàng hàng rừng Tuyên Quang đây. Đó. Rất là sai hoa sai quả, chùm hoa cực kỳ là dài, chùm hoa phải đến 30 phân. Đó. Kiều vàng. Cái này chuẩn hàng rừng Tuyên Quang nhé các bạn nhé. 160.000 một kg thôi. Đấy. Thích hàng ngắn này lấy hàng ngắn, thích hàng dài lấy hàng dài đây. Dài to bằng mạp đây. Đó. Còn đây là bạch nhạn đây các bạn. Bạch nhạn cây to đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bạch nhạn cơ sở chúng em đợt này nhập về toàn cây to đẹp như này thôi. Đấy. Còn thành từng bó này, em chưa cởi ra thử một bó này. Đấy. Bạch nhạn thì hôm qua về thì vơi đi hơn nửa rồi, giờ chỉ còn độ khoảng chục cân thôi. Bạch nhạn giá 160.000 một cân nha các bạn nhé. Toàn cây to đẹp này, xanh mướt này. Đấy, 160.000 một cân. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng, hàng xanh mướt cho các bạn này. 150.000 một cân. Đấy, phi điệp vàng nhé. Đấy, những cây nào nhỏ quá bọn em sẽ lọc ra. Cây gãy quá lọc ra này. Đấy, hàng đẹp mướt mát luôn này. Đó. 150.000 một cân thôi. Còn đây là lan ý ngọc. Ý ngọc 200.000 một cân. Bán cái thằng này thì bán chia sẻ với các bạn chứ không có lái nhá. 200.000 một cân. Còn đây là lan báo hỷ. Báo hỷ thì cái tên báo hỷ thì như các bạn biết đấy, nở hoa là nhà có hỷ đấy. Thì 150.000 một cân thôi. Đó. Hàng nó xem từ 20 phân đến 30-40 phân có. Đấy, nhưng mà nó xem chừng khoảng 20 phân 30 phân. Rất là dễ trồng, dễ ghép. Còn đây là lan quế tím. Quế tím hàng xô, hàng kg, hàng xô nhá. Là 140.000 một kg. Đấy. Hàng xô hàng giống 140.000 một kg. Đó. Đây nhá các bạn. Còn đây là lan đuôi cáo. Lan đuôi cáo 300.000 một kg, cáo xếp. Về với xếp lưng nhá các bạn nhá, lẫn lộn nhau.
300.000 1 kg, hàng tuyển đẹp luôn chứ không phải là hàng solo nhớ các bạn nhé. Đó, 300.000 1 kg. Còn đây em còn chừng khoảng hơn 1 cân hoàng thảo tam bảo sắc, hoa cực kỳ là đẹp luôn này. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé, 250.000 1 kg. Còn ở đây là lan kiếm đỏ. Lan kiếm đỏ thì cứ nửa cân là 70.000 nha các bạn nhé, 140.000 một cân. Đấy, lan kiếm đỏ đây. Hôm nay chật sân quá nên em còn phải để ngoài đây. Còn ở đây em còn một dề Vanda Hương Chanh. Em bê cái dề Vanda Hương Chanh này lên. Đấy, dề Vanda Hương Chanh này em bán giá cho các bạn là 1 triệu rất là to luôn. Để em đứng xa xa ra thì mới quay được hết nó. Đây, thằng em nó đang ôm này. Nó che hết người nó đi rồi. Đấy, dề này em bán giá cho các bạn là 1 triệu 6 nhớ các bạn nhé. 1 triệu 6, rất là nhiều ngọn luôn. Nó phải tầm bằng 40 ngọn như này. Đấy, toàn lá xếp này, đang nụ này. 1 triệu 6 dề này nhá. Lá dày, cứng cáp, rất là khỏe luôn. Đó. Dề này, dề bóc rừng. Quay mặt mặt bóc kia này. Đấy. Bóc ở trên thân gỗ to này. Về các bạn chỉ việc ốp vào cái cột trụ nào đấy là cực kỳ đẹp luôn. Mà dề này đã nở hoa thì thơm cả nhà thì đừng hỏi nhá. Đấy, 1 triệu 6 thôi. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở chúng em muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Nhất đặc biệt nhất là cái hàng kèn rừng này. Không biết ở đâu mà dân họ lại đi bắt được một lô kèn rừng cực đẹp như này chứ. Đấy. Rồi, cơ sở chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn ạ.